Hoa hậu Ý Nhi học gì tại Australia? Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi rời showbiz, du học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney trong 2 năm. Thông tin này được Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, trưởng ban truyền thông Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nơi Ý Nhi theo học, xác nhận sáng ngày 2 tháng 11. Theo bà Ngọc, Ý Nhi học chương trình liên kết 2-2 ngành quản trị kinh doanh của hai trường. Cô đã hoàn tất chương trình học giai đoạn 1 tại Việt Nam và chuyển tiếp sang trường đối tác tại Australia. Đại học Sydney, nơi Ý Nhi du học, xếp thứ 19 trên thế giới, xếp thứ 2 tại Australia, theo bảng xếp hạng QS Ranking 2024. Đại diện Đại học Quốc tế nhận xét Ý Nhi ngoan, từ quê vào Sài Gòn học tập vẫn giữ nét mộc mạc, chân thành đến hiện tại. Bà Ngọc cho biết điểm học tập của người đẹp 21 tuổi thuộc nhóm sinh viên khá, giỏi, có hồ sơ tốt nhờ hoạt động phong trào, tham gia các câu lạc bộ đội nhóm của trường năng nổ nên Ý Nhi được trường đối tác trao học bổng 20%, 20.000 đô la Úc, khoảng hơn 310 triệu đồng, học phí giai đoạn 2 tại Australia. Tiếng Anh lúc nhập học của Nhi chưa đủ học chương trình chuyên ngành nên được xếp vào chương trình tăng cường. Sau thời gian cố gắng, Nhi theo kịp tiến độ học của bạn bè. Tiếng Anh cải thiện tốt hơn, đủ chuẩn để chuyển tiếp học giai đoạn 2, bà Ngọc nói. Về thông tin, sinh viên không thấy Ý Nhi đến lớp vẫn hoàn tất việc học giai đoạn 1, đại diện nhà trường giải thích, Đại học Quốc tế đào tạo theo hệ tín chỉ, bạn bè chung lớp chưa chắc học cùng nhau tất cả môn. Thời điểm thi Miss World Việt Nam, Nhi đã học xong chương trình giai đoạn 1, chỉ còn lịch thi cuối kỳ vài môn bị trùng lịch thi sắc đẹp. Nhi đã tuân thủ đúng quy định nhà trường về việc tạm thời xin vắng học trong thời gian thi, xin bảo lưu quá trình học tất cả các môn để sau khi thi nhan sắc quay trở lại trường thi cuối kỳ. Thời gian sau đó, Nhi chỉ đến phòng thi theo lịch thi của nhà trường sắp xếp và liên hệ các đơn vị làm hồ sơ chuyển giai đoạn học. Do đó, Nhi ít tiếp xúc, gặp gỡ với các bạn sinh viên. Trước đó, hình ảnh Ý Nhi xuất hiện ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất với mái tóc ngắn, sang Australia du học tối ngày 31 tháng 10 gây chú ý. Đây là lần đầu tân Miss World Việt Nam xuất hiện công khai sau 3 tháng ở ẩn vì liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn, hình ảnh. Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023 hôm 22 tháng 7. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định. Người đẹp cao 1,75m, số đo 3 vòng 79, 59, 89cm. Chiến thắng của Ý Nhi ban đầu làm hài lòng số đông khán giả bởi cô được nhận xét có ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn ổn định, học vấn tốt. Cô cũng được ủng hộ vì là hoa hậu hiếm hoi dám công khai bạn trai sau khi đăng quang. Tuy nhiên, trong 2 tuần đương nhiệm, Ý Nhi liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn, hình ảnh. Cô bị anti-fan lập nhóm công kích, có hơn 600.000 tài khoản theo dõi chỉ sau một tuần hoạt động. Họ yêu cầu ban tổ chức Miss World Việt Nam tước vương miện cùng suất dự thi quốc tế của người đẹp. Trước sự việc, cả Ý Nhi và công ty quản lý đều gửi lời xin lỗi, mong khán giả cho cô cơ hội sửa sai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.